Cái não cũng cần phải sửa chứ mắt thảo không? Nghe dễ ghê vậy, thôi không uống đâu. Em không uống là cái chuyện của em, còn anh làm cho em uống là cái chuyện của anh. Tôi đang chạy xuống chợ kiếm trứng bắc thảo mua. Nhớ sực lên bên sạp bà dì mình có bán mọi người. Cái trứng đen đen là cái trứng muối nha. Cái trứng bắc thảo là nó màu vàng. Hồi đó giờ nghe nói chứ có dám ăn đâu. 5 trứng 20, bây giờ đi mua sữa cái nữa. Lấy có 2 bình sữa tươi có đường. Mua xong đem lẻ về làm để sen đá nhà nôn. Uống. Nè, sen đá. Lẻ. Sữa nè, uống sữa đi. Đó. Đã nói không ăn rồi hà, ăn có được đâu mà làm. Nhăn nhăn không quýnh cây dụng mấy cái văn sứ à. Trước khi mình làm cái món đặc biệt đó thì mình unbox 2 đôi giày của sen đá mua một cái. Đóng gói rất là đẹp cho mọi người. Giày là của The World. Rất là dễ thương quá à. Sen đá chọn đôi này mọi người, rất là dễ thương. Mình có thể mang cái quần tay hoặc cái quần ống rộng á. Còn mình thì sen đá đặt cho mình cái đôi cổ cao này. Mình có thể phối giống ở trên hình vậy nè. Theo mình thấy thì cái độ hoàn thiện của đôi giày rất là tỉ mỉ. Dao đóng gói cũng đẹp nữa. Cái tính sen đá mua đồ cũng kỹ dữ lắm. Nên tôi cũng không có lo lắng gì hết. Rồi thôi bây giờ quay lại với cái món cà phê trứng bắc thảo nè. Bây giờ tôi pha một miếng cà phê cái đã. Trong lúc đợi cà phê pha xong thì mình đi lột cái trứng bắc thảo một cái. Ở ngoài nó thì nó có kiểu như cháu vậy đó mọi người. Không có mùi móc. Còn cái trứng muối là màu đen nha mọi người. Trứng bắc thảo này người ta làm bằng trứng vịt, à cái trứng còn sống còn tươi rồi người ta ủ bằng cách nào đó, không có nấu nha mọi người. Nó sẽ ra giống vậy. Ở ngoài thì nó có một cái lớp giống vậy nè, có đất có đồ nè. Ui thấy ghê quá. Rồi bây giờ tôi lột vỏ cho mọi người coi nha. Cái lòng trắng của trứng vịt nó sẽ thành lòng đen của trứng vịt. Nó như cái miếng xương sáo rau câu vậy đó mọi người. Có cái mùi rất là đặc trưng. Dân gian ta hay gọi cái mùi này là cái mùi khai ngáy á. Hai ông già ăn cái gì nữa vậy trời. Ít rồi hết muốn nói. Trời bữa chắc hai ông ăn ba tê của mình quá. Giờ có sữa, trứng bắc thảo, cà phê. Mình dùng sữa tươi có đường nha mọi người. Đá. Phấn chấn lên vui lên đi. Ông chỉ đọc tiếng Việt thôi. Dạ. Đặt cái này lại cái này. Để nó nóng lên. Cái mùi nó khai quá. Để xem anh được. Ôi trời. Sữa tươi. Em chân tôi đi mọi người. Nước đá nha mọi người. Vô đầy đi luôn đi. Không để gì đó tôi. Cà phê này mình mới pha luôn rồi. Có nhiều bạn sử dụng cà phê sữa bịch á, nhưng mà mình sơ cà phê nguyên chất luôn. Wow, một ly cà phê sữa trứng bắc thảo. Mời em ngon miệng, mời em uống nghe. Đây. Trước đi. Gì? Uống trước đi. Em uống trước đi. Thôi. Ok, lần này mình sẽ uống trước nha mọi người. Trời ơi. Thôi, sẽ bỏ thêm cái trứng đây nữa. Ô mà. Thật sự nghĩa nè. Ngon. Ăn được miếng trứng nha mọi người. Ngon. Không có khai đúng không? Nào xem. Không có khai. Cái gì? Nhanh nè. Đó. Bình thường à. Không có mùi. Bình thường à, tại cái mùi của nó khai thôi, béo. Rất là béo nha mọi người, nói chung là còn vấn đề về phát sinh về sau thì mình không biết. Nhưng mà uống thì bình thường, ngon á. Lạ nè, ra nè.